Chào mừng các bạn quay trở lại với khóa học và bài tiếp theo chúng ta tìm hiểu, đó là chúng ta cần kiểm tra lại nội dung để tạo nên một CV chuyên nghiệp. Và bài này có tựa đề là chúng ta checklist lại những nội dung mà chúng ta đã trình bày trong CV chúng ta. Và phần thứ nhất chúng ta cần kiểm tra đó là về thông tin cá nhân mà chúng ta đã trình bày trong CV. Phần này các bạn hãy đảm bảo và chắc chắn rằng thông tin của chúng ta gồm có họ tên, điện thoại, email và địa chỉ. Và nếu tuyệt vời hơn, các bạn nên đưa vào thông tin LinkedIn là mạng xã hội mà chúng ta tạo về profile chúng ta trên mạng xã hội đó. Và phần tiếp theo chúng ta cần kiểm tra đó là về kinh nghiệm cũng như những kỹ năng mà chúng ta có được thông qua những công việc mà chúng ta đã làm, và đảm bảo rằng khi chúng ta trình bày những thông tin liên quan tới kinh nghiệm làm việc, chúng ta phải trình bày theo thứ tự thời gian từ gần nhất cho tới phần xa nhất. Nên nhớ là trình bày theo thứ tự thời gian gần nhất tới xa nhất, và hãy liệt kê những kinh nghiệm mà bạn đã có được khi bạn đã làm công việc đó. Và chúng ta hãy tô điểm bằng cách tô đậm vào những kinh nghiệm, những khả năng mà chúng ta đã có. Và phần tiếp theo chúng ta cần tìm hiểu đó là phần kỹ năng cũng như phần thành tựu mà chúng ta đã đạt được. Phần này chúng ta cần kiểm tra những thông tin thí dụ như kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, và chúng ta đang sống trong thời đại hội nhập, vì thế khả năng sử dụng được một ngôn ngữ thứ hai và đặc biệt là tiếng Anh rất là cần thiết để tạo nên một CV chuyên nghiệp. Và phần tiếp theo chúng ta cần kiểm tra đó là kỹ năng sử dụng máy tính. Tại sao chúng ta cần kiểm tra thông tin này? Bởi vì một công việc là lúc nào chúng ta cũng đòi hỏi chúng ta có khả năng sử dụng được máy tính. Chúng ta phải sử dụng được phần mềm Microsoft Word hay là Excel hay là PowerPoint. Và phần tiếp theo chúng ta cần kiểm tra đó là kỹ năng làm việc nhóm. Liệu chúng ta đã đưa vào những kỹ năng mà chúng ta đã có hay chưa? Và phần tiếp theo chúng ta cần kiểm tra đó là liên quan tới phần sở thích cũng như những cái mối quan tâm mà chúng ta có để phục vụ công việc. Và hãy nhớ phần này, phần sở thích cũng như những mối quan tâm, đảm bảo rằng khi bạn đưa vô nó phải liên quan tới những công việc mà bạn sắp ứng tuyển vào. Phần cuối cùng của phần một CV đó là chúng ta cần kiểm tra thông tin tham khảo, đó là references, đảm bảo rằng khi nhà tuyển dụng yêu cầu bạn thì bạn hãy đưa vào những thông tin những người sếp cũ hoặc là những người đồng nghiệp hoặc là những giáo sư hoặc là tiến sĩ đã hướng dẫn bạn khi mà bạn học trên trường đại học. Và phần tiếp theo bạn cần kiểm tra đó là phần chính tả và ngữ pháp. Tại sao chúng ta cần kiểm tra chính tả ngữ pháp? Và bởi vì chúng ta viết CV bằng tiếng Anh, việc chúng ta kiểm tra ngữ pháp và chính tả của ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng là điều hiển nhiên, bởi vì tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ chúng ta và đó là ngôn ngữ thứ hai. Và việc chúng ta mắc phải sai lầm về ngữ pháp là chuyện bình thường. Và nhiệm vụ của chúng ta đó là kiểm tra chính tả và ngữ pháp, đảm bảo rằng bạn viết đúng chính tả. Khi nhà tuyển dụng đọc vô thấy được sự chuyên nghiệp của bạn ở từng câu từng chữ, qua đó cũng thể hiện được tính cách và đặc điểm sự chuyên nghiệp của bạn. Phần tiếp theo đó là phần bố cục. Phần bố cục trình bày của một CV đảm bảo rằng các bạn trình bày một cách logic theo thứ tự thời gian từ gần nhất cho tới phần xa nhất. Và phần cuối cùng các bạn nên kiểm tra là cách kiểu trình bày một CV, đảm bảo rằng các bạn trình bày theo bố cục và theo thứ tự thời gian đó, và những công việc mà bạn đã có đảm bảo là có những cái mục dấu chấm để trình bày theo kiểu danh sách. Và thường con người ta sẽ để ý và sẽ nắm bắt dễ hơn khi mà bạn liệt kê theo danh sách A, B, C thay vì các bạn trình bày lung tung. Và đó chính là những điểm mà chúng ta cần kiểm tra lại.